Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình đang có mặt tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đó, hôm nay đang lắp đặt cho khách hàng ở đây một cái combo thiết bị rửa xe cơ bản. Thì hiện tại bây giờ như các bạn đang thấy phía sau mình, đó là một cái combo thiết bị cơ bản, nó rất là đơn giản đấy, mà nó không cần mất quá nhiều chi phí về đầu tư về thiết bị, cũng như là không mất quá nhiều chi phí về đầu tư về mặt bằng. Nếu như các bạn đang muốn kinh doanh dịch vụ rửa xe với chi phí thấp và mà làm được mọi với phù hợp với tất cả các mặt bằng, thì đây là một combo mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì trước tiên ở đây, khi các bạn muốn mở ra kinh doanh rửa xe, thì đầu tiên bốn cái trang thiết bị chính mà bạn cần có ở đây hiện tại bây giờ, đầu tiên là cái máy nén khí là cái đầu tiên này. Cái thứ hai là cái máy rửa xe cao áp. Cái máy rửa xe cao áp này thì các bạn có thể tùy chọn hoặc là lựa chọn những cái model làm sao cho phù hợp, nhưng hiện tại hôm nay mình cung cấp cho khách hàng ở đây là một cái model UV2002 TTS tự động ngắt, nên mình còn rất là nhiều cái model khác để phù hợp với các bạn, ví dụ như là UV1750 này, UV2002 thường này, UV2002P này đó, và UV2002 TTS như các bạn đang thấy model này ở đây. Tiếp theo đó là cái model máy hút bụi. Hút bụi thì các bạn có thể lựa chọn là một cái 30 lít, 70 lít hoặc là 80 lít tùy theo cái nhu cầu và cái mong muốn của các bạn muốn sử dụng nó, sử dụng vào công việc thì thế nào, để các bạn chọn cái model nó phù hợp 30 lít, 70 lít và 80 lít đó. Và cái không thể thiếu trong cái bộ tứ của cái thiết bị cho một cái tiện rửa xe vừa và nhỏ, chi phí thấp mà được phù hợp với tất cả các mặt bằng, thì đó là một cái bình bọt tuyết 30 lít hoặc là 40 lít đó. Thì hiện tại hôm nay mình đã cấp cho khách hàng đây là cái máy bọt tuyết 30 lít. Ngoài ra, để rửa được một cái con xe hơi thì các bạn cần thêm một số những cái hạng mục khác nữa, ví dụ như là combo về phần dung dịch. Thì ngày hôm nay mình đang cung cấp ở đây là dung dịch rửa xe này. Rửa xe thì ở đây mình cung cấp là cái dung dịch rửa xe không chạm, nhưng mà áp dụng vào cả thủ công và lồng ghép thêm cả không chạm nữa đó. Sản phẩm này là sản phẩm 3D Product đó, có mã là 3121, tên sản phẩm là Super Pre-Sharp đó, có tỷ lệ pha là 1800 nha mọi người đó. Tiếp theo, khi các bạn rửa xong một con xe thì cái điều hiển nhiên là những cái thành phần tạp chất trong nước sẽ để lại những cái đọng và ố nước khi bị bay hơi đi trên bề mặt kính đó, thì các bạn cần thêm cái dung dịch, nếu gọi là cái dung dịch lau kính. Thì ở đây hiện tại mình đang có cái sản phẩm của hãng 3D luôn, tên của nó là Super Glass Cleaner, có mã là 9001. Thì trên cái sản phẩm này của bên mình thì nó có rất là nhiều những chứng chỉ của quốc tế liên quan vấn đề về an toàn này, thân thiện với môi trường, tất cả những cái nó không làm hại đến sức khỏe của các bạn đấy. Thì các bạn nếu mà xem video của bên mình nhiều thì cũng có thể là thấy những cái video của mình review những cái sản phẩm 3D này đấy, nó đạt tiêu chuẩn quốc tế đấy. Và đặc biệt là hiện tại đang được phân phối 80 quốc gia trên thế giới, sản phẩm rất là tốt và an toàn. Cái này thì nó có tỷ lệ pha là 150 và trực tiếp có thể là đổ vào cái khoang gạt mưa của động cơ xe hơi được luôn đó. Và ở đây cái bước thứ ba, khi mà bạn hoàn thiện xong một con xe, bạn rửa xong rồi, cũng gọi bạn lau xong rồi, thì có một cái phần nữa rất là quan trọng đối với tất cả những tiệm rửa xe hiện tại bây giờ đang có, là một cái gọi là cái sản phẩm dưỡng bóng vỏ, làm đen vỏ, tạo một lớp bảo vệ cho cái bề mặt cao su bên ngoài vỏ đó. Cái này nó có tác dụng hiển nhiên hiện tại ở đây là như mọi người sẽ thấy, đầu tiên nó sẽ làm bóng lốp, đen lốp. Cái thứ hai, một cái công dụng của nó nữa cực kỳ quan trọng, đó là cái mép lốp của bạn khi sử dụng một thời gian thì nó sẽ bị lão hóa đi, mà nó có độ bền không cao, độ đàn hồi cao su nó không cao nữa. Thì khi các bạn dưỡng cái hợp chất sản phẩm của 3D này lên đấy, thì sẽ tạo một cái lớp bảo vệ, cái thứ hai tạo lại sự đàn hồi cho cái lớp cao su đấy. Cái lớp ở đây thì cái sản phẩm này nó có thêm cái thành phần chống tia UV, chống tia cực tím, nó đảm bảo trong quá trình khi bạn đi và tiếp xúc với nhiệt độ bên ngoài môi trường, ánh nắng mặt trời, thời tiết nắng gió mưa, nó sẽ không bị nhanh ải mục cái vỏ xe của các bạn. Cái thứ hai, trong trường hợp khi cái vỏ xe của các bạn được dưỡng cái sản phẩm này nhiều lần, cái độ đàn hồi của cao su nó cao, thì các bạn khi ví dụ trong trường hợp xấu nhất mà bạn đánh lái vào một cái mép bê tông hoặc là một cái mép sắt, là nó cái độ đàn hồi cao su của các bạn nó tốt thì nó sẽ không bị sứt mép vỏ lốp. Nhiều trường hợp là khi bị cán hoặc là khi bị đánh lái quá so với quá vào những cái mép hoặc là những cái cày thành cạnh của sắt sắt, ví dụ như là bê tông hoặc sắt, thì nó sẽ dẫn đến là bị bể cái lốp. Bạn thay lốp, mỗi lần thay lốp 3-4 triệu nó rất là mát cái chi phí đấy. Thì cái dưỡng này nó rất là quan trọng này. Và công đoạn cuối cùng khi các bạn mà rửa xong một con xe thì không thể thiếu ở đây, nó là một cái sản phẩm Odo-X đó, nó là sản phẩm khử mùi. Cái này thì thông thường như tất cả những cái tiệm rửa xe thông thường như mình quan sát cũng như theo kinh nghiệm của mình được biết,
Thì hiện tại tất cả những tiệm rửa xe xong thì sẽ không có khử mùi nhanh nội thất cho mọi người. Đó, nhưng ở đây thì mình đã cung cấp cho khách hàng đây là một cái combo dung dịch khử mùi. Đấy. Khi các bạn rửa xe xong, các bạn muốn tạo sự khác biệt, muốn tạo một cái điểm nhấn nào so với tất cả những cái tiệm còn lại thì các bạn nên khử mùi nhanh điều hòa cho khách hàng. Mỗi lần sử dụng của cái này nó chỉ khoảng tầm một giọt thôi, và nó tạo một cái mùi hương khi bạn rửa xe xong, cảm giác dễ chịu cho khách hàng. Đấy, rất là tuyệt vời để đánh vào cái phần đó là tâm lý của khách hàng. Đấy, nên có một sản phẩm khử mùi như này. Thì ngoài ra thì bên mình cung cấp cho khách hàng ở đây một số cái khác nữa, ví dụ như dụng cụ để rửa xe này, ví dụ như là khăn lau này. Đấy, khăn lau này. Đó, cái này là khăn lau, cái này là găng tay bao xe, rau xe. Tiếp theo là những cái miếng khăn đông kiều để bạn lau bề ngoài vỏ bề mặt sơn. Đó. Thì ở đây mình cũng cung cấp cho khách hàng thêm đó là khăn thấm nước này, đấy, khăn lau kiếng này. Đó. Và ba màu khăn, màu tím, tím này, xám và xanh để phân chia ra những khu vực nội thất, ngoại thất rồi mâm xe. Đó. Và một số cái bộ dung dịch để phụ trợ trong quá trình mình rửa một con xe, hoàn thiện một con xe. Đấy. Chổi trà hộp bánh này. Đó. Tất cả những phụ kiện này thì nó rất là nhiều. Đấy, thì các bạn khi mua của bên mình thì bên mình sẽ lên đơn và set up cho các bạn một cái đơn hàng nó đạt tiêu chuẩn, nó đủ cái vấn đề về tài chính, chi tiêu, cũng như là hoàn thiện một cái nhà xưởng cho các bạn làm sao cho nó hợp lý nhất, chi phí thấp nhất và làm phù hợp với tất cả những cái nhà xưởng mặt bằng các bạn đang có, nhỏ khoảng tầm 5x7m các bạn cũng có thể làm được, tận dụng vỉa hè các bạn cũng có thể làm được, và vân vân rất nhiều các mặt bằng khác đó.